Thưa quý khán giả, theo hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19, trong ngày 14 tháng 11, cả nước ghi nhận 8.176 ca mắc mới tại 52 tỉnh thành, giảm 288 ca so với ngày trước đó. Trong đó có 3.705 ca trong cộng đồng. Riêng tại thành phố Cần Thơ, hôm qua ghi nhận có 342 ca mắc COVID-19, giảm 30 ca so với ngày trước. Trong đó có 29 trường hợp phát hiện trong khu cách ly, 98 trường hợp trong khu phong tỏa, 130 trường hợp phát hiện trong thời gian cách ly tại nhà, 68 trường hợp phát hiện qua sàng lọc tại cơ sở y tế và 17 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 đến nay là 12.515. Trong đó đã điều trị khỏi 7.758 trường hợp. Hôm qua có 2 trường hợp tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ hiện là 129 người. Đến nay, toàn thành phố có 95,7% dân số trên 18 tuổi được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19, trong đó 36,8% đã tiêm đủ 2 mũi.